Xin chào mọi người Chào mừng mọi người đến xúc cùng cô bạn và cùng nhá Chúc tất cả mọi người một buổi tối thật vui vẻ Thì tối hôm nay mình sẽ tiếp tục lên hình Thì tối hôm nay mình này giới thiệu cho người một nô cần ISO Một nô cần ISO chuyên hai da nhá Chủ yếu là hai da hàng siêu nhẹ luôn Thì trước khi mình giới thiệu chi tiết ấy, Mình này giới thiệu qua là bảng số điện thoại của mình Số điện thoại mình liên hệ trực tiếp cho mình Để chốt đơn hàng hoặc là tư vấn trực tiếp nhé Mọi người có thể kết bạn Zalo qua số điện thoại này để nhắn tin hoặc là yêu cầu gửi ngành mình sẽ gửi ngành cho người xem còn tên mình là Thế Anh, số điện thoại mình là 0326 267 369. Mọi người hãy lưu vào khi nào cần gọi điện cho mình nhé hoặc là chốt hàng gọi điện trực tiếp cho mình. Bây giờ mình sẽ giới thiệu chi tiết được cây một, mình báo giá trên thân cần này là chưa bao gồm phí ship, mỗi đơn cần này sẽ không thêm 40 000 phí ship nữa. Ship code 63 tỉnh thành, mọi người nhận hàng, kiểm tra hàng trước khi trả tiền. Nhận hàng, kiểm tra hàng đúng hàng trước khi trả tiền cho mình nhé Thì giờ mình sẽ giới thiệu chi tiết được cây cần một. Thì hôm nay mình tới mã là mã B50 mọi người nhá, mã cần B50 này, đây. Đây là mã cần B3, B50. Mã cần B50 đây là một cây cần NFT, một cây cần NFT 2 ra Đây mọi người nhá, 2 ra này. Xoắn 2 da mọi nhá. Đó, cái này thì gần như là mới tinh, cái này mới khoảng tầm 90%. Cái này còn nguyên túi mọi nhá, còn nguyên túi đây, túi nhìn rất là sáng sủa luôn nhá. Cần thì khá là đẹp luôn. Đây mọi người đây. Đó, cho mọi người xem này. Carbon xoắn 2 da, còn nguyên bao chụp nhá. Cái này là có thông số chiều dài là 4,5 m đọt số 1. Đây, 4,5 m đọt số 1 mọi người nhá. 4,5 m đọt số 1 nốp mọi người này, đây là tên này. Cây này sở hữu dàn khen bát Fuji, bát Fuji, bát Fuji FS6 và có chân cao su để chống xước chân máy mọi người nhá. Chống xước chân máy này có đầy đủ hết nhá. Và con này sở hữu dàn khoen là dàn khoen Fuji xích Dàn khoen Fuji xích chân đen. Đây, giờ mình sẽ dở cho mọi người xem này. Nó có cả hai nước bảo vệ luôn một, một cái này một cái này mình sẽ để đây nhá. Đây. Cây này sở hữu dàn khoen xích Fuji 6 chân đen rồi nhá đây đó người thấy chưa đều danh vách danh vách chưa bao đẹp luôn cho người nhá ngoại hình tổng thể này con này thì mới được khoảng tầm 90 trăm 90 trăm nhá rồi chúng ta đi sâu bên trong một chút rồi, xem cái đọt đọt số 1 xem to đây cái này đọt số 1 thì nó chỉ tương đương với cả tầm 0.6 0.7 thôi 0.6 0.7 rồi bao đẹp luôn rồi người nhá phôi xoắn hay ra rất là đều luôn bao đẹp luôn đó phôi bên trong cực đẹp mọi người nhá phôi bên trong cực đẹp luôn đó mới khoảng 90 phần trăm nó có một hai vết trước như chỗ này mọi người này ở một hai vết trước chỗ này trên lại có một hai vết này đây mọi người nhá còn chỗ này nó sẽ là bẩn mọi người nhá đây nó dán tem bẩn đi mình chưa lau chui gì cả đó còn đâu là bao đẹp luôn cho mọi người đây mình đẹp chưa hàng hàng siêu nhẹ luôn nó tiền hàng siêu nhẹ nhá rồi chúng ta đi đo đạt một chút Cây này ngọn thì tương đương 0.6 mọi người nhá. Ngọn 0.6. Và ống phi gốc, phi gốc là 20,9, phi gốc 20,9. Và cân nặng. Cân nặng con này nặng 135 g mọi người nhá. Nặng 135 g, hàng siêu nhẹ luôn, 135 g. Đây, cây này mã B50 sẽ để cho mọi người giá là 1 triệu 300 000 1 triệu 300 000 B50 nhá. Đó, hàng đẹp 90%, còn nguyên túi luôn, nguyên đai kiện nhá. Đó, duy nhất một cây. Rồi tiếp tục chúng ta đến mã B51. B51 chúng ta có một cái cần đai hoa một cái cần đai hoa người nhá một cái cần ISO khen lớn đây ISO khen lớn nhá đây ngoại hình này ngoại hình con này đánh giá con này thì bên ngoài là mới khoảng tầm 85 đến 90 85 trăm đến 90 mọi trăm rồi nhá cái cần này có thông số là dài 36 cứ 10 năm dài 36 cứ 10 năm đều hai mọi người nhá xoắn 2 ra này đó con này có super power tên super power này xem có thông số gì nữa không nó không ghi nữa mọi người ạ đây đó à, mình xem con này có ghi thông số gì không con này là một cái cần hàng nội địa thì phải tại vì nó không ghi à đây cái này sản xuất tại Korea mà nhá sản xuất tại Korea này đó sản xuất tại Korea rồi cái này sở hữu dàn khăn bát Fuji khăn bát Fuji bát là bát Fuji FS7 mọi người nhá bát Fuji FS7 này bát có chân cao su chống sức chân máy nhá đó chống xước chân máy này FS7 ngoại hình từ 85 90 phần trăm đây à, super pau cx mọi người nhá super pau cx rồi chúng ta đến dàn khoen dàn khoen này dàn khoen fuji đã sám khói mọi người nhá dàn khoen fuji đã sám khói Cũng nguyên bản luôn đó nguyên bản đấy nhá chưa bị thay thế nhá rồi chúng ta đi sâu bên trong chút cái này cứ 15 năm thì đọt khá là to đọt con này chắc phải tầm đi rưỡi một đi rưỡi mọi người nhá à, phôi đây phôi bên trong mình thấy bên ngoài đẹp thì phôi bên trong đa số đều đẹp hết mọi người nhá xoắn hai ra này đó, xoắn hai da này đai qua đai qua truyền thống xoắn chuyên kiểu này mọi người nhá đó xoắn hai ra thôi đẹp nó mùi ạ phun trong bao đẹp luôn mọi người luôn mới khoảng tám năm chín mươi một cây cần đai qua dài ba m sáu cứ 15 cx này cx này rồi chúng ta đi đo đạt nhé ngọn con này ngọn một ni sáu người nhá ngọn một ni sáu ngọn một ni sáu ống phi gốc là hai mươi hai ống phi gốc 20,2 này và cân nặng con này nặng uh, 280 g rồi nhá, nặng 280 g, một cây cần đai qua 36 cứ 15 ISO khuyên lớn. Cho bác nào thích đánh uh, đánh bạo lực thì dùng cây này, nó ISO khuyên lớn. Cây này có mã B51, cây này sẽ để cho người giá là 1 triệu. 1 triệu mọi người nhá. Đó, 1 triệu còn rẻ hơn cả cây này FT này vì là cái này nó có túi với cả Hà Nội địa người nhá. Đó, B51 1 triệu đồng. Rồi tiếp theo, tiếp theo chúng ta đến một cây cần NFT tiếp theo. Đây là một cây cần NFT cũ hơn cây kia. Nó cũng giống xì luôn cây này mọi người nhá, giống xì luôn nhá, không khác gì nào luôn. À, đó, giống xì luôn. Cây này thì có thông số là dài 54 và đoạt 1.5. 54 đoạt 1.5. Cái này đánh giá ngoại hình cái này chỉ được tầm 80% mọi người nhá. Ngoại hình đẹp tầm 80%, đây là có chỗ này bị trúc sơn này trúc sơn người nhá không ảnh hưởng như phôi nhá đây cũng là hàng siêu nhẹ luôn có siêu giam và có chốc sơn các kiểu luôn đó nhưng mà nói chung là vẫn là đẹp cái này sở hữu dàn khuyên bát fuji bát fuji bát fuji fs 6 và cũng có núm cao su để chống trước chân máy mọi người nhá đây đó fuji f sáu này bao nốt đây à, xoắn hai da người nhá xoắn hai da hết nhá và cái này cũng sở hữu dàn khuyên là dàn khuyên fuji xích chân đen dàn khuyên fuji xích chân đen mọi người nhá đó rất là đều luôn rồi chúng ta đi sâu bên trong một chút chúng ta kiểm tra đọt bên trong xem nào nhá đây đoạt 1.5 thì sẽ to hơn mọi người nhá mình sẽ xem nào xem cái đọt nó có dài không cây này thì gãy khoảng tầm 10 phân đọt mọi người nhá gãy khoảng tầm mất 10 phân đoạt đó mất khoảng tầm 10 phân đọt nhá đây có là báo thế luôn gãy khoảng tầm mất 10 phân đây cây này 54 thì bây giờ chỉ còn tầm 53 thôi phôi hiện tượng nó cũng khá là đẹp phôi hiện tượng khá đẹp nhá phương trọng có hiện tượng trước răm thôi nhưng mà khước không xước cầy nên mọi người nhá không xước cầy nhá có hiện tượng trước răm này đây. À, đánh giá con này mới thì tầm 8 500 cũng đúng thôi. 8 500 nhá. Cái này thì mình cũng báo luôn cho mọi người, hiện tượng là một có hai lỗi. Một là bị sức sơn này. Đây, xước sơn đây mọi người nhá. Đó, sức sơn này. Hai nữa là cái khoen 1 2 3 4 5 6. Cái khoen thứ sáu từ trên xuống nó nó đang nứt nứt sắt mọi người này, nứt sắt nhá. Đó, báo luôn cho mọi người, con này bán về mọi người để tắm khắc. Đây, nó sắt ngoài nhưng không ảnh hưởng gì cây này cho bác nào về thích thay thay không thay có thể để câu cũng được không ảnh hưởng gì nhiều người nhá ở đây một cây cần nft dài 40 giữa đoạt 1.5 và gãy mất khoảng tầm 10 phân rồi chúng ta đi đo một chút nhá Cây này ngọn là ngọn 1.1 mọi người nhá 1 ni một, ngọn 1 ni 1 và ống phi gốc của nó ống phi gốc 22,8 ống phi gốc 22,8 và cân nặng cân nặng con này nặng 190 g, nặng 190 g một cây cần NT mã B52. Xuân X2 ra và bộ khoen xích vào nhá. Cây này mình sẽ để cho người giá là bằng cây 51 này, để cho người giá là 1 triệu. Đó. A52 1 triệu đồng. Rồi, tiếp tục chúng ta lại đến một cây NT tiếp theo, một cây cần nft nữa, một cây cần nft mọi người nhá. Đây, nft này. Nói chung là toàn xoắn hay ra mọi người ạ. Một cây cần NFT có thông số là 4 mét rưỡi và đọt số 1, bốn mét rưỡi đọt số 1. Cây cần này, này là một cây cần cũng xoắn hay ra và cũng sở hữu dàn khen bát Fuji, bát Fuji, bát Fuji FS6 này cũng có chân cao su luôn người nhá. Đó. Và cái này là có xoắn hai da xoắn hai da rồi nhá và cái này có <laughs> có dàn khoen là dàn khoen Fuji thường dàn khoen Fuji đã sám khói mọi người nhá dàn khoen Fuji đã sám khói và cái đầu bu này mình đoán không nhầm nó bị thay rồi đã thay sang Fuji Six rồi nhá đây đó thay sang Fuji Six nhá đây ngoại hình đây ngoại hình con này đánh giá mới khoảng tầm 85%. năm ngoại hình nhá ngoại hình 8, 5, đây nhận được có trước em linh tinh thôi khá là đẹp rồi chúng ta đi kiểm tra một chút đo số 1 thì khá là mảnh chỉ tầm 0.6 0.7 mọi người nhá đó khá là mảnh hai da này hai ra là sờ rất là sướng rồi nha nó có cộm 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 ấy cộm theo vân Đây em có sức trăm bên trong nhá cây này đẹp được tầm 80 85 80 trăm coi đẹp tầm 80 mươi trăm tám trăm đó hàng hàng siêu nhẹ luôn nft thì hàng siêu nhẹ luôn mọi người nhá rồi chúng ta đi đây cây này thì ngọn thì tầm 0.6 ngọn này 0.5 rồi người nhá ngọn là 5 này ngọn bé hơn cả kia kia ngọn 0.5 và ống phi gốc là 20,6 ống gốc là phi 20,6 con này có cân nặng là nặng 130 g, nặng 130 g con này siêu nhẹ luôn. Đây, ngồi hình đây. Ngồi hình 80% một cây cần này dài 4,5 m đọt số 1. Cây này mã B53, cây này sẽ để cho người giá là 800. 800 000 Đây, B53 800 000 Rồi, tiếp theo, tiếp theo chúng ta đến một cây cần hai da tiếp theo. Một cây cần hai da của Daiwa. Đây nhá, một cây cần Daiwa. Một cây cần này có thông số là dài 4m8 và đoạn 1.5 thu gọn là 100 linh à, 112 cm và có 5 khúc rồi nhá, 5 đoạn nhá. Đây nó ghi cả thông số chi tiết đây này. Đó, ngoại hình đây. Ngoại hình con này đánh giá con này đẹp khoảng tầm 90%, đẹp khoảng 90% rồi nhá. 90%. Cây này một cây cần carbon à, của vít cây. Vít cơ vị cây đây mọi người nhá. Cây này là chất liệu là tốt hơn cả Kentucky chất liệu là, là gọi là chất liệu bằng áo giáp chống đạn rồi nhá đây này áo uh, gì nhỉ giáp chống đạn rồi nhá đó whisky này cây này là cao hơn của Kentucky carbon này đó mọi người rõ chưa cây này có thông số là 48 đợt 1.5 cây này thì mới khoảng tầm 90 trăm 90 trăm cũng sở hữu dàn khuyên bát Fuji là khuyên bát Fuji bát Fuji bát Fuji F6 và cũng có chân cao su để chống xước chân máy rồi nhá chống xước chân máy này đó ngoại hình đây xoắn hai da còn cộm người nhá xoắn hai da còn cụm này cái này sở hữu dàn khoen là dàn khoen Fuji xích chân đen dàn khoen xích chân đen này nguyên bản rồi nhá dăm dắt luôn như bóng không bóng nồng nộn luôn rồi bao đẹp cho người một cái cần đai hoa cây này là một cây cần hàng nội địa người nhá một cái cần hàng nội địa một cái cần hàng nội địa luôn nhá đó hàng nội địa rồi chúng ta đi sâu bên trong một chút cái này đọt số 1,5 thì cũng to hơn đoạn số 1 một chút cũng như tầm 0.8 này một đi mọi nhé không chẳng 8 một đi rồi chúng ta đi sâu bên trong một chút phôi này phôi đoạn đầu thì sơn sần thì chưa hiện tượng trước và phôi thứ hai cũng vậy wow phôi thứ ba cũng rất là đẹp luôn rồi nhá phôi thứ ba rất đẹp luôn rồi đến xem cái phôi cận phôi gốc này xem thế nào cũng rất là đẹp luôn rồi nhá. Có hiện tượng xước nhưng mà xước chỉ hơi qua qua thôi, không xước không nhiều. Đó. Bao đẹp luôn, đẹp khoảng 90%, một cây cần carbon, Whisky, xoắn hai da rồi nhá. Dài 4m8 và đo 1,5. Rồi, chúng ta đi đo một chút đây. Con này thì là ngọn của nó khoảng tầm 0.9 rồi nhá. gọn 0.9 này, ngọn 0.9. Và ống phi gốc, ống phi gốc là 20,9, ống phi gốc 20,9. Và cân nặng cân nặng con này nặng uh, 165 g rồi nhá, nặng 165 g, một cây cần hàng khá là nhẹ siêu nhẹ luôn, xoắn này ra này. Cây cần này có mã số là B54, Cây này sẽ để cho người giá là 1.300.000đ. 1 triệu 300 000 Đó. Bằng cây NFT đầu tiên nhá. B54 1 triệu 300 000 Đó toàn hàng NFT với hàng hai da rồi nhá. Rồi, tiếp theo, tiếp theo chúng ta đến một cây cần NFT tiếp theo một cây cần T có thông số là 54 và đoạt số 2. Đây ạ. Dài 54 là số 2. Cây này đánh giá tổng thể bên ngoài thì được tầm 85 Đang khoảng tầm 85 rồi người nhá, 85 Đây chỗ này sơn nhám này, sơn nhám cầm cho chắc tay này. Đây. đây. Đó. Cây cần này là một cây cần có sở hữu dàn khuyên bát Fuji. Bát bát Fuji F7 và cũng có chân cao su luôn người nhá, chân cao su nhá. Đó đầy đủ luôn nhá. Và cái này sở hữu dàn khuyên là dàn khoen Fuji đã sám khói dàn khoen Fuji đã sắm khói này đây tầm dắt tầm đều luôn mọi người nhá tầm dắt tầm dắt nhá đó dàn khoe này mình thấy thì chưa bị lỗi cái nào cả nguyên bản hết nhá rồi chúng ta đi sâu bên trong một chút đọt số 2 thì khá là to mọi người này đọt số 2 tương đương chỉ tầm 1,2 ni 1,2 ni mọi người nhá Để, rồi xem cái phôi bên trong đẹp không xem phôi có nỗi nầm không gì mọi người nhá đây xoắn hai dao đây mọi người này xoắn hai dao đây nhá Để, nft Xôi khá là đẹp rồi ạ. Xôi khá là đẹp. Bao đẹp luôn. đây và có hiện tượng xước đây rồi. Hiện tượng cái nóng này bắt đầu có hiện tượng xước răm rồi nhá. Xước răm nhá, không ảnh hưởng gì nhá, chỉ xước răm thôi. Một cái cần này 54 đỏ số 2. Rồi, chúng ta đi đo này. Đây, đoạt có đoạt 1.2 rồi nhá. Đoạt 1.2, 1.2 và ống phi gốc. Ống phi gốc là ống phi gốc 19,9. Ống phi gốc 19 19. Cây này có cân nặng là 220g, nặng 220g rồi nhá. Một cái cần FT đẹp 85% Xoắn hai ra, có đồng số là dài 5m4 số 2. Đây. Cây này có mã B55, cây này sẽ để cho người giá là 1 triệu 100 000 1 triệu 100 000 1 triệu 100 000 nhé, cây này là ngoại hình đẹp này Đó, không biết làm gì là bán giá này người nhé B55, 1 triệu 100 000 rồi tiếp theo, tiếp theo chúng ta đến một cái cần đai hoa, một cái cần đai hoa noang nổ hết rồi. Đây một cái cần đai hoa rồi nhá. Đây mọi người xem ra này. Đó đai hoa này. Một cái cần đai hoa này một cái cần đai hoa sản xuất tại đâu đây? Mình sẽ xem nó xem nó sản xuất ở đâu. Một cái cần đai hoa sản xuất ở Korea nhá. Sản xuất ở Korea này. Một cái cần đai hoa là cái hàng hệ và có bát bát titan rồi nhá. Bát hệ đại cao này. Đây. Bát bát đai hoa. Bát đai hoa rồi nhá. Bát đai hoa, đây cái thông số này. Con này đánh giá độ mới của con này mình đánh giá con này chỉ được tầm 70% thôi, 70%. Đây. Nó bị loang nổ hết rồi. Theo khoảng tầm 70%. Cái này sở hữu dàn khoen là dàn khoen Fuji và bát là bát đấy nhá. Bát đại quang nhá, bát hệ nhá. Đây mọi người nhìn bát là biết được chất lượng này. À, nhìn bát sẽ biết chất lượng này này. Rồi. Đây, và phôi đây. Và con này sở hữu dàn khoen là dàn khoen Fuji. Dàn khoen Fuji đã Xám khói mọi người nhá. Dàn khoen Fuji đã sám khói này mình nhìn qua thì có một cái khoan đang bị nứt sắt này nứt sắt mọi người nhá đây đó nứt sắt thì bán ra nứt sắt khoen cong này uốn cho mọi người nhá đây đó đẹp khoảng tầm 80 70 trăm thôi con này chỉ tầm 70 100, không được 80 70 rồi chúng ta đi sâu bên trong một chút này đó con này đọt số 1 thì khá là mảnh rồi ạ đọt 0.6 ấy quên chưa giới thiệu thông số cây này là một cây cần 5s3 và đọt 0.6 rồi nhá 5s3 đọt 0.6 này đó siêu bé luôn đoạt con này khá là béo người nhá đây cuốn này. này siêu bé luôn người nhá đoạt này con này chỉ tầm 0.5 thôi rồi chúng ta xem phôi nào phôi con này hiện tượng có sức giam người nhá phôi được có sức giam và carbon này carbon thường không phải carbon xoắn hai ra sẽ là đây là carbon xoắn vòng rồi con đánh giá con này thì được đẹp tầm 70 trăm thôi 70 trăm một cái cần đai qua ba đai qua đó cái cần này mã B 56 mươi có thông số dài 53 và 0.6 và 0.6 rồi chúng ta đi đo này ngọn siêu bé cái tí đi luôn đây đo con đo 0.5 rồi nhá đo 0.5 và ống phi gốc ống phi gốc là 20,3 ống gốc là 20,3 và có cân nặng nào nặng có là nặng 170 g rồi nhá nặng 170 g cây này có mã là B56 cái này sẽ để cho người giá là Số như này mình sẽ để rẻ thôi con này sẽ để cho người giá là 700 700 đây mới nhá Đây là một cái hàng hệ đấy nhưng mà nó xấu quá để giá rẻ 700 000 nhá B56 rồi tiếp tục chúng ta đến một cái cần B57 chúng ta lại có một cái cần đai qua tiếp theo một cái quần hai da và cũng là của carbon whisky người nhá Whiskey này đó áo da chúng đạn đấy chất liệu áo da chúng đạn người nhá Cây cần này có thông số là dài 6,3 m và đọt số 2, 6,3 đọt số 2 này. Đây. Cây này nó có ghi thông số thực là 63 này và thu gọn 104 cm này và 7 khúc người nhá. Choán hai gia luôn. Rồi, carbon whisky. Cây này thì sở hữu dàn phenbass Fuji, dàn phenbass bát Fuji, bass bát Fuji S7 và cũng có chân cao su luôn mọi người nhá, chân cao su nhá. Cây này thì mình đánh giá con này mới khoảng tầm 70%, 65 đến 70% thôi. 65 đến 70% tại vì nó xước khá là nhiều, xước khá là nhiều cái này sở hữu dàn khoen là dàn khoen là dàn khoen Fuji đá xích chân đen rồi nhá dàn khoen xích chân đen này đây đó, chưa dàn khoen xích chân đen hết nhá đó nguyên bản mình thấy chưa bị lỗi một cái nào người ạ chưa bị lỗi cái nào cả đây rồi chúng ta đi sâu bên trong một chút nào cái này ngoại hình thì xấu rồi thì chúng ta đi sâu bên trong một chút xem là cái dàn khoen đẹp hơn không à phui bên trong đẹp hơn không đây đó xoắn hai ra này xoắn hai da đây mọi người nhá tôi có xước có xước nhưng mà nó xước không thậm tệ như bên ngoài mà nhá xước không thậm tệ bằng bên ngoài bên ngoài nhìn xước quá bên trong này thì là nhìn đỡ hơn này đó xoắn này ra mình rõ không xoắn gần cộm đấy gần cộm luôn đấy nó đo tay đo đạt một chút đo đo số 2 mà 6 mét 3 cái này thì là ngọn một ni mọi nhá ngọn một ni ngọn một ni và ống phi gốc là 222 ống phi gốc 22 mọi người nhé 22,2 và cân nặng cân nặng con này nặng 290g nặng 290g một cây cần đai qua carbon whisky dài 63 đoạn số 2 mới khoảng tầm 70 trăm cái này mã B57 cái này sẽ để cho người giá là 900 ngàn đó cũ khóa bán ra cũ nhá 900 ngàn rồi tiếp tục chúng ta đến một cây cần mã B58 B58 đây là một cây cần của hãng gì đây 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 là hãng của nó mọi người nhá Cây này thì nó chỉ ghi mỗi hãng thôi rồi Double Double Carbo <laughs> Double Carbo Carbo mọi người nhá Double carbon. Cây cần này sở hữu Sở hữu dàn khoen là dàn khoen Fuji đá sắm khói Và bát bát Fuji F7 mọi người nhá Sở hữu dàn khoen bát bát F7 này Và Fuji đá xăm khói Cây này có thông số là dài 5 m và đọt số 3, 54 đọt số 3. Và cây cần này là một cây cần hai ra mọi nhá, một cây cần hai ra nhá. Đó, cây này thì khá là mới, cây này đánh giá của đẹp tầm 85%. 85% này. Đây, Sunfit này, Sunfit này. Đó, Sunfit này. Tên nói chung nó in nhiều chữ lắm. Đây, cho người ngắm qua này. Đó mọi người đây. Đẹp không? Rồi, cây này sở hữu dàn khoen là dàn khoen Fuji đã sắm khói nguyên bản chưa bị thay thế mọi nhá, nguyên bản chưa bị thay thế này. Đây. Nguyên bản chưa bị thay thế nhá đó rất là đều luôn rồi cây này mình sẽ rút đọt nhé đọt này đọt số 3 thì đọt khá là to đọt số 3 cái này phải tương đương tầm 1,2 1,3 phải 3 ni 1,2 phải 3 ni nhá rồi chúng ta đi kiểm tra phôi nào này phôi xoắn hay ra nhá phôi con này tự có sức răm phôi tự có sức răm cây này thì mới khoảng tầm 80 trăm thôi đánh giá trong phôi như này thì tầm 80 trăm nhé nhá rồi các bạn xoắn hay ra đấy con này theo mình đánh giá thì được tầm 80%, đẹp khoảng 80%, hiện tượng phôi bên trong có sức răm mà bên ngoài khá là đẹp. Bên trong sức răm bên ngoài đẹp mọi người nhá. Đây mọi hình đây. Đó mọi người hình. Đẹp 80%. Cây này để có cái đọt của nó đọt 1 ni 1 ni 2 mọi người nhá. đoạt 1 ni 2. Cái đọt 1 ni 2 này. Và ống phi gốc của nó là 22 ông phi gốc 22 mọi người nhá. Và cái này có cân nặng cân nặng là 340 g, nặng 340 g cái cần này này khá là nặng, một cái cần ở Korea có double carbo, double carbo. Đây cái này mã B58, cái này sẽ để cho người giá là 900 000 ngàn. 900 000 ngàn. đọt số 3, đọt to. B58 900 000 nhá, bán ngẫu hứng đấy. Rồi, tiếp tục chúng ta đến một cái cần này một cây cần này là một cây cần của hãng nào đây một cây cần mình sẽ xem là xem con này là hãng nào một cây cần của đai qua mà nhá một cây cần của Daiwa qua này Đấy, lại tiếp tục đai qua đây là cán bóng trời mình nhá cán carbon luôn rồi đó bát xoáy này rất là mượt người nhá rồi, rồi cây này thì có thông số là dài 5m3 và đòn 1,5 5m3 và đòn 1,5 cái này sở hữu bát là bát Fuji bát bát Fuji bát Daiwa qua đây mình sẽ tìm lại nào đây không nhầm là bát tay qua thì phải bát đai qua rồi nhá bát đai qua nhá có thể chỉ bắt bắt tay qua này đó bát đai qua thông số 5m3 đoạn 5 m ba đòn một trên năm cái này là một cái cần xoắn hai da luôn đây xoắn hai da nhá rồi chúng ta sẽ kiểm tra dàn khoen nào dàn khoen con này là có sở hữu một dàn khoen là dàn khoen, khoen fuji xích chân đen dàn khoen fuji xích chân đen nguyên bản luôn nhá đều giám sát giám sát nhá đây đẹp chưa đó, đẹp luôn mọi người luôn đó yên rất là chữ đai qua này đai qua này rất là nhiều luôn rồi, ngoài hình đây. Ngoài hình con này đánh giá con này đẹp hơn 80% đẹp tầm 80 đến 85%. 80 85% nhá, hiện tại bây giờ nhìn bên ngoài phải được tầm 85%. Còn vào bên trong này xem nó có đẹp hay không. Rồi đánh giá tiếp mọi người nhá. và 1.5 thì con này thì ngọn nó khá là bé thôi mọi người ạ. Ngọn chỉ tầm 0.8 đến 1 ly thôi. Rồi, chúng ta kiểm tra phôi nào. Phôi bên trong là phôi đầu tiên carbon xoắn vòng này. Xem nó có định vị khoen hay không. Cái này không định vị khoen mọi người nhá. Đây. Carbon À con này có định vị khoen mọi người nhá. Mình kiểm tra lại cái đoạt đầu này. Đoạt đầu thì không có định vị khoen, đoạt đầu không có. Và chúng ta thấy đoạt thứ hai thì chúng ta cũng có định vị khoen mọi người nhé Đây. Định vị khoen đây mọi người này. Đó, định vị khoen cái chấm trắng trắng này mọi người nhá. Đây, cho thẳng vào đây này. Đó ok chưa? Đó, đều định vị khoen hết nhá. Nóng lạnh có này. Ok chưa? Đây. Có hai phát định vị khoen mọi người nhé rồi có định vị nóng luôn rồi nhá có cả định vị nóng luôn này đây đầy đủ hết rồi nhá định vị khen định vị nóng đầy đủ hết nhá đây cho người xem này đó định vị khen định vị nóng một cây hàng hệ của đây qua đây đó carbon thì mình thấy ở trên này nó sẽ là carbon xoắn vòng chứ không phải carbon xoắn hai da rồi nhá carbon xoắn vòng nhưng cây này sẽ làm cây hàng hệ tại vì nó có định vị khen định vị nóng này và khen khen xích đây đến cái nóng thứ hai thì chúng ta mới phát hiện ra bắt đầu là xoắn hai da tiếp rồi nhá xoắn hai da đây đó nhìn rõ chưa xoắn hai da này đây, ngoại hình đây. Ngoại hình con này đánh giá còn đẹp tầm 85, trăm, 80, 85 trăm, 88, 500, 80 8500, 80 trăm Đây ngoại hình đây. Đó, cắt cắt cả bát carbon rồi nhá, cán bát carbon nhá. Đó, khá là đẹp. Một cây cần này là một cây cần sản xuất tại nước nào đây nó không ghi. Cây cần này tem không nhờ tem xuất, tem này không nhờ là tem của Hàn rồi nhá. Hàng Hàn xuất Nhật rồi nhá. Hàn xuất Nhật. Rồi. Chúng ta đi đo đạt một chút nào. cái này mình sẽ đo ngọn này ngọn con này ngọn 1 ni mọi người nhá ngọn 1 ni ngọn một ni và ống phi gốc là 19,1 ống phi gốc là 19,1 này cân nặng con này nặng 200 g tròn rồi nhá nặng 200 g tròn nặng 200 g đây ngoại hình đây bao đẹp luôn đẹp tám năm cây này một cái cần hàng hệ có định vị khoen định vị nóng luôn cây nào mã B59 cây này sẽ để cho người giá là 1 triệu 200 ngàn đồng đó hôm nay bán lại giá mềm mềm thôi không cây nào quá một triệu ba cả rồi tiếp tục tiếp tục chúng ta đến một cây cần mã B60 B60 đây là một cây cần của hãng gì đây mình sẽ tìm hãng nha nó không ghi hãng rồi ạ đây mình nghĩ là chắc tên hãng ở đây mọi người này CBG cát chôn bonu grip cái gì đây mọi người này đây mọi người rõ không? đó đây là tên hãng cần nhá cái này cán cũng là cán carbon luôn Đây khá là đẹp cái này sở hữu dàn bát là bát của hãng luôn mọi người nhá bát hãng nhá không phải bát fuji nhá mình sẽ xoắn hệ cỡ ra xem là bát gì bát hãng rồi ạ bát hãng rồi bát hãng rồi nhưng mà bát là bát cao cấp nhá không phải bát thường nhá một cái cần một cái cần của hãng nào đây mình sẽ tìm thông tin rồi à đây bây giờ nhìn từ nãy không ra rồi nhá đây là một cây cần của olympic một cây cần của olympic rồi nhá một cây cần của olympic đây bát bát hãng rồi, rồi nhá bát hãng nhá không phải bát uh, fuji bát hãng thì bát xoáy này bát khá là mượt rồi này nó khá là mượt nhá cây này có thông số là dài 5m2 dài 5m2 và không ghi đoạt số mới mọi người nhá khoe này mình thấy cái cây, cây này là một cây cần khoen lớn một cây cần khoen lớn rồi nhá một cây cần khoen xích gold và bị pha tạp thêm vài khoen uh, xích chân đen rồi nhá và tạp chân xích khuyên đen này nhưng nói chung vẫn là khuyên xích rồi nhá đó một cái hàng hệ tiếp theo một cái cần Olympic đây ngoại hình đây con này đánh giá con này mới khoảng tầm 80 trăm 80 trăm hiện tượng bên ngoài có xước rồi nhá hiện tượng có xước nhá đây hiện tượng có xước này đó hiện tượng có xước đó phải có xước cái này là một da thôi rồi chúng ta đi sâu bên trong chút xem nào cái dàn khen nó như thế nào cái đây đây cho người xem lại dàn khen này 1 2 3 4 năm 6 và 6 cái khoen là khoen gold mọi người nhá và bốn cái khoen trên này sẽ là khoen cũng là khoen xích nhưng mà xích chân đen nhé đây là xích chân gold rồi hàng cao cấp mọi người nhá rồi chúng ta đi kiểm tra đòm chút wow đò con này sau đó tương đương đò số 5 mất mọi người ạ tương đương đò số 5 mất dài 52 đây đò khá là to này mình không biết có phải là gãy hay không mà không phải đâu mọi người ạ tại vì đây là có định vị nóng này à, định vị khoen này cái này có định vị khoen luôn mọi người nhá định vị khoen nhá rồi định vị khoen mà cây cây hàng hệ tiếp theo rồi định vị khoen này đó đều định vị khoen hết mọi người nhá định vị nóng này mình chưa thấy đâu nhưng mà có thấy định vị khoen đâu một cây hàng hệ của đây của của Olympic đây khoen chân chạy mọi người nhá khoen chân chạy nhá không phải khoen cố định nhá khoen chân chạy đây phôi hiện tượng có sức này con này đánh giá thì đẹp tầm tám mươi trăm đẹp 80% mươi trăm rồi nhá một cây cần uh, dài năm m hai đọt nó phải tương đương đọt số 5 ọt khá là to mọi người ạ. Đây mình sẽ đo đoọt này. Đo con này đo trong một đi rưỡi, đi 6 mất. Đây đoọt không a à, đoọt 1 ni 7 mọi người nhá. Đoọt 1 7 nhá, đo số 5 ấy. Đoọt 1 7 và ống gốc con là ống gốc 21,21,2 21,2 rồi nhá. Ống ống 2 gốc 21,2. Và cân nặng con này nặng có cân nặng nó bao nhiêu đây? Con này khá là nặng lên nặng 350 g rồi nhá, nặng 350 g, một cây cần dài 5,2 m và đọt đọt số 5 luôn. Đọt số 5 rồi nhá, một cây cần Olympic hàng hệ này. Đó, Bát bát hãng này và khoen là khoen xích chân gold và xích chân đen rồi <laughs> nhá. Xích chân gold và xích chân đen, đọc nhíu được nữa, nữa. Cây này có đánh giá là mới còn 85 5,2 này. Cây này mã B60, cây này sẽ để cho người giá là 1 triệu. 200 000 1 triệu 200 ngàn mọi người nhá đó hàng hệ nhá 1 triệu 200 ngàn rồi tiếp theo chúng ta đến một cây cần Olympic tiếp theo một cây cần cũng dạng giống thế mọi người nhá đây cũng dạng giống như rồi đấy là như cây này mình báo nội mọi người này cây kia nó còn nắp bít mà cây này đang bị mất nắp bít mọi người nhá mất nắp bít chỗ này này đây đó bị nòi ra mọi người nhá nòi tài phòi ra đây đấy, một cây cần Olympic và cũng giống cái kia cái này cũng là bát là bát Olympic mọi người nhá bát hệ này đây, bát hệ mọi người nhá. Đó, bát hệ này. Đây, bát này có hai cái chỗ xoáy luôn. Một cái chỗ xoáy chết này và một cái xoáy di chuyển mọi người nhá. Đó, ok chưa? Rồi, cái này đánh giá con này thì ngoại hình thì đẹp tầm 85% Đẹp khoảng tầm 8 500 rồi nhá. bên ngoài tổng thể tầm 8 500. Cái này có thông số là dài 5m3 và đọt số 3 này. 5m3 đọt số 3. Đây, thông số đây. Đó, ngoạn nghiếc đầy đủ luôn. Đọt số 3 rồi nhá thì là giờ mình sẽ cho người xem dàn khoen con này thì là bát bát của hãng rồi bát Olympic và khoen là khoen Fuji Six này cây này sở hữu dàn khoen là dàn khoen Fuji Six chân đen rồi nhá dàn khoen Fuji Six chân đen này đây mình không biết có bị thay thế không mà cứ này báo luôn cho mọi người nhá đây nói chung là dàn khoen nó bị nai like khá là nhiều đủ thứ mọi ạ đủ thứ luôn đây. À. Ngọn cũng là ngọn bạn khoen đầu bu là xích hết mọi người nhá. Nói chung là xích hết nói chung là nai đủ thứ luôn mọi người ạ. Nai đủ thứ luôn. Cây này thì là bị nai hết dàn phen rồi. Rồi chúng ta đi kiểm tra phôi bên trong một chút nào. Phôi con này thì đọt số 2 khá là to mọi người ạ. Cây này thì là mình thấy là cái đọt này mình nghĩ chắc gửi khoảng tầm mà. xem nào. Ừ, cái này gãy khoảng tầm 3 phân, 3 đến 4 phân mọi người nhá. Đọt gãy khoảng tầm 3 đến 4 phân. 3 đến 4 phân mọi người nhá. 3 đến 4 phân. Đây, phôi bên trong khá là đẹp và dàn khoen thập cẩm luôn rồi này đây đây là một cái khoen xích nhá đây và một người so sánh này đây hai khoen này khác hẳn nhá đây khác hẳn nhá đó có là báo thiếu luôn cho mọi người rồi cái này thì có định vị nóng nhá mọi người nhá định vị nóng này định vị khoen có nhưng có định vị nóng nhá đó định vị nóng luôn định vị khoen luôn này có định vị khoen như nóng thứ hai bắt đồng có có nhá mọi người nhá định vị khoen đầy đủ luôn này đó cái này có dàn khoen thì nó hơi tạp nham một chút nhưng mà nó vẫn là hàng hệ thì cái này mình sẽ để rẻ cho mọi người để trả cho mọi người đây là cái khoan chỗ này nó bung keo nhá nhưng mà khoen không bị vỡ thì cứ rỗ chỗ nào ok rỗ xuống đổ keo con chó nó ok nhá à. Đó, phôi hiện tượng con này thì là đẹp khoảng tầm 80 mươi tám trăm đẹp khoảng tám mươi tám trăm đây một cái cần olympic cũng khen xích đây nhưng mà nai tạp nhiều quá rồi chúng ta đi đo này con này ngọn một ni rưỡi người nhá, ngọn một ni rưỡi, ngọn một ni rưỡi và ống phi gốc xem là bao nhiêu? Ống phi gốc con này ống phi gốc là 20,5 mươi năm người nhá, ống phi gốc là hai mươi năm đây này không có nắp đít và cái khoen kia bị tòi ra nó sẽ như thế này mọi người nhá. Đây nhưng mà không 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 thể nào tuột được. Rồi. Cân nặng con này sẽ là nặng bao nhiêu đây? Con này nặng 110 g mọi nhá. Nặng 110 g một cái kiểu Olympic có dàn khoen nai đủ thứ luôn. Và mất nắp đít. Cái này thì có mã b Mã B61 B61 là một cây cần dài 5m3 và số 3 Cái này sẽ để rẻ cho mọi người Cái này sẽ để cho mọi người giá là 900 ngàn 900 ngàn Đó B61 900 ngàn nhé Rồi. Rồi tiếp tục Tiếp tục chúng ta đến một cây cần mã B62 B62 đây là một cây cần đai qua Một cây cần đai hoa rồi nhé Một cây cần đai qua hàng này hàng khá là nhẹ Một cây cần đai qua này có thông số là 5m3 và đoạn 1 5 53 m 1.5 đây Đó cái này thì sản xuất ở Korea này sản xuất ở Korea này, cái này đánh giá ngoại hình thì đẹp khoảng tầm tám năm phần trăm, đẹp khoảng tầm tám năm trăm. Cái này sở hữu dàn khoen bát Fuji, bát Fuji FS6 mọi người nhá, bát Fuji FS6 là bát đen này, nó rất là êm mượt luôn người nhá, bát Fuji FS6 bát đen này. Và sở hữu dàn khoen là dàn khoen Fuji đã sắm khói nguyên bản, đây, dàn khoen Fuji đã sắm khói nguyên bản luôn nhá, dàn khoen Fuji đã sắm khói. Rồi chúng ta kiểm tra bên trong một chút, cái này thì là đọt. 1.5 thì đọt con này khoảng tầm 1 ni rồi nhá đọt khoảng 1 ni rồi đi xem phôi nào phôi hiện tượng con này thì khá là đẹp rồi nhá hiện tượng khá là đẹp đó có ít xước xước cực kỳ ít luôn đây xước cực kỳ ít xước nhá đó đến phôi này chúng ta có được hiện tượng xước này đánh giá con này chỉ được tầm 8 5 phần trăm thôi 8 5 100. đây ngoại hình đây một cái cần này khá là nhẹ khá là nhẹ một cái cần đai qua rồi đi đo này đó cái này thì ngọn khoảng tầm 1 ni 1 ni 1 người nhá Ngọn 1 ni 1 Ngọn 1 ni 1 Ống phi gốc là ống phi gốc 20 tròn Ống phi 20 tròn Và cân nặng này Cái này nặng 210 gram rồi nhá Nặng 210 gram Một cái cần đai qua dài 53 đoạt 1,5 Đây cái này thì sẽ để cho người giá là 800 ngàn 800 ngàn Đó cây cần hàng siêu nhẹ nhá B62 800 ngàn rồi tiếp tục chúng ta đến một cái cần B63. B63 đây là một cây cần của Shimano người nhá, một cây cần Shimano này. Đây bát xoáy này. Bát xoáy nhà bát này bát của hãng luôn người nhá, bát của hãng luôn nhá. Đây. Một cây cần đai hoa dài 5m3 và zoom xuống 4m rưỡi nhá, một cây cần zoom 4m5 và 5m3. Đây. Đó người rõ chưa? Rồi một cây cần zoom. Cái cần này là một cái cần không nhầm một cây cần Hà Nội địa người nhá, một cây cần Hà Nội địa này có tem dán tem tem gì mọi người ạ mỹ chưa bóc cái này đánh giá này mới khoảng tầm tám mươi trăm thì tôi có trước người này để đưa trước nhá tám năm phần trăm và cái này sở hữu bát là bát của hãng này bát hãng này và dàn khoen là dàn khoen fuji xích chân đen và bị nai tạp một chút đây mọi người nhá bị không nhờ là bị nai mất uh, mấy cái nai mất một cái đầu bu mọi người ạ nai mất đầu bu này còn cái khoen này mình không biết của nó hay không mình không rõ nữa đây khoen này mọi người nhá đó những cái khoen này thì thường thường mới cây hệ thì mới có mọi người ạ mấy cái hệ mới có đây đó một cái cần zoom đây mình sẽ zoom ra cho mọi người nhá đấy zoom ra đây mọi người nhá đấy zoom ra này khi mà muốn zoom vào thì là vặn xong là xoắn mọi người nhá xoắn cho cái hai cái khoen này bằng nhau này để khi ra cước nó dễ nhá đây mình sẽ giới thiệu qua cái dàn khoen một chút cái này dàn khoen Fuji xích chân đen và bị nai mất một cái đầu bu đầu bu này không nhầm là đầu bu cần nua mọi người nhá đầu bu cần nua này đây đó mới nay mới một chút cây này nếu mà nay cái đầu bu này rồi thì là sẽ cái đọt của nó ấy. n4 này. cái đọt này không nhầm cái này đọt số 4 rồi đọt số 4 mới to này đây đọt số 4 này đó tại vì mình, mình sẽ kiểm tra xem nào đúng rồi cái này thì là nó không bị gãy đâu người nhá cái này không bị gãy đâu nhá cái này đọt này là đọt của nó đấy nhưng mà chắc mình nghĩ chắc gãy mất một hai phân thôi thế là người ta đã thay cái đầu bu này vào đây đó đọt thì khá là to luôn Cây này đoạt số 4 cơ mà đoạt số 4 đây carbon xoắn vòng tối cộm cây này tự có xước răm rồi nhá tự có xước răm cây đánh giá chỉ tầm 90 trăm à, 80 trăm thôi đánh giá khoảng tầm 80 trăm rồi nhá một cái cần Shimano zoom 5 mét 3 4 mét rưỡi 5 mét 3 4 mét rưỡi đoạt số 4 rồi chúng ta đi đo này cây này ngọn 1.4 rồi nhá ngọn 1.4 này ngọn siêu to rồi đấy ngọn 1.4 vào ống phi gốc Ống phi gốc là 22,2. Ống phi gốc 22,2. Cân nặng. Cân nặng này nặng 280 g rồi nhá, nặng 280 g, một cái cần Shimano zoom 4 m rưỡi và 5 m 3, Đoạn số 4. Đây ngoại hình đây, ngoại hình trăm Cái này mã B63, cái này sẽ để cho mọi người giá là 900 000 Đó. Có dàn khoen nó bị lai tạp rồi để rẻ nhá. B63 900 000 rồi ừ, tiếp theo, tiếp theo chúng ta đến một cây cần LST tiếp theo, một cây cần lft mọi người nhá. Đây. Cây cần này có hiện tượng chỗ này nó bị hơi bị dập mọi người này. Hơi bị dập nhá, báo luôn cho mọi người nhá. Đây, chỗ này hơi bị dập, dập gốc này. này. Cây này đấy mình hướng dẫn cho mọi người là về làm là 100 chắc chắn này. Mọi người về lấy chỉ ấy, cuốn từ đây đến đây cho mình. Cuốn thật chặt nhá, cuốn thật chặt bắt đầu đổ keo 52 lên. 100% trăm, không dùng sợ gãy được mọi người nhá. Ở đây, nó báo có là báo thế cho mọi người luôn. Cây này là một cây cần NFT 40 đọt 1.5 Cây này sản xuất tại Singapore Sản xuất tại Singapore mọi người nhá Đây Singapore này mọi người rõ chưa Singapore dài 40 rưỡi đọt 1.5 Cây này sở hữu dàn khoen Bat Fuji Bat Fuji, Bat Fuji FS6 và có chân cao su mọi người nhá Và dàn khoen này dàn khoen Fuji đá sám khói Làm ra nào Đây dàn khoen Fuji đá sám khói Đây Đây nguyên bản mọi người nhá Chưa bị thay thế nhá Đó, Đẹp chưa rồi chúng ta đi sâu bên trong một chút cây này thì là đọt đây còn 1.5 thì chỉ tầm một ni thôi người nhá tầm một ni thôi đây xoắn hai da này đây, kẹt nóng này đây xúc này ra nóng ra mầm người nhá đây, xoắn hai da này đó và những cái đầu khoen đầu bu này nó có vẻ nó hơi bị bung keo một chút rồi cái này mình sẽ ra cố lại cho mọi người xoắn hai da đây đó xoắn hai da nhá với cái này đa số đều bung hết rồi người Cây này thì mình đánh giá ngoại hình con này được 85%, 80, 85%. Từ 80 85% trăm rồi nhá. Một cây cần hàng siêu nhẹ luôn. Cây này nhẹ theo nhẹ nhất từ nãy giờ mọi người ạ. Rồi. Đi đo này. Là cây cần cuối cùng đây. Cây cần này ngọn 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 1 ly mọi người nhá, ngọn 1 ly này, ngọn 1 ly. Và ống phi gốc của nó là 20,1, ống phi gốc là 20,1.